liên quan đến việc chụp ảnh biên lai like, chuyển khoản ủng hộ người bị bão lụt để đăng tải lên mạng xã hội không đúng sự thật, Bộ Công an đã có câu trả lời mới nhất về biện pháp xử lý các hành vi phong bạt, sửa chữa, làm giả biên lai like, chuyển khoản ủng hộ thời gian gần đây. Theo Bộ Công an, việc cá nhân, tổ chức đứng ra kêu gọi ủng hộ, hỗ trợ đồng bào vượt qua khó khăn, dịch bệnh, thiên tai là nghĩa cử cao đẹp, nhân văn, đúng với truyền thống của dân tộc. Tuy nhiên, việc vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố, hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo đã được quy định tại Nghị định số 93-2021 NDCP. Điều 5 Nghị định số 93-2021 NDCP nêu rõ các hành vi bị nghiêm cấm như cản trở hoặc ép buộc tổ chức, cá nhân, tham gia vận động, đóng góp, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện, báo cáo, cung cấp thông tin không đúng sự thật, lợi dụng công tác vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện để trục lợi. Sau khi mặt trận Tổ quốc Việt Nam công bố sao kê từ thiện, mạng xã hội lan truyền việc cá nhân làm giả biên lai chuyển khoản, Bộ Công an sẽ tiếp nhận, giải quyết khi có cá nhân, tổ chức gửi tin báo tố giác tội phạm liên quan đến hành vi này. Trường hợp cá nhân sửa biên lai chuyển khoản để đưa lên mạng xã hội nhằm đánh bóng tên tuổi, không chỉ vi phạm đạo đức xã hội mà còn vi phạm pháp luật. Đây là hành vi làm giả tài liệu và đưa tin sai sự thật. Tùy thuộc vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người sửa biên lai chuyển tiền sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu kết quả xác minh của cơ quan chức năng cho thấy hành vi sửa biên lai chuyển tiền từ thiện đang lên mạng xã hội gây khó khăn cho đơn vị tiếp nhận, ảnh hưởng đến hoạt động thống kê, phân phát tiền từ thiện, gây ra dư luận xấu thì người thực hiện hành vi làm biên lai giả, đưa tiền sai sự thật lên không gian mạng sẽ bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ theo điều 331 Bộ luật hình sự năm 2015. Trường hợp hành vi làm giả biên lai chuyển tiền rồi đăng công khai lên mạng xã hội mà chưa gây hậu quả xấu, chưa ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội thì người đưa thông tin sai sự thật về việc chuyển tiền từ thiện sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính. Trường hợp cá nhân nhận chuyển tiền từ thiện hộ người khác mà chỉnh sửa biên lai chuyển tiền với mục đích chiếm đoạt tài sản thì có thể bị xử lý hành chính từ 3 đến 5 triệu đồng hoặc xử lý hình sự về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo điều 175 Bộ luật hình sự với mức hình phạt cao nhất là 20 năm tù trường hợp cá nhân thuộc tổ chức chỉnh sửa biên lai chuyển tiền của tổ chức để chiếm đoạt tài sản thì có thể bị xử phạt hành chính từ 3 đến 5 triệu đồng hoặc xử lý hình sự về tội tham mô tài sản với mức hình phạt cao nhất là tử hình. Trường hợp cá nhân lợi dụng thiên tai, bão lũ, huy động tiền của các cá nhân, tổ chức để chiếm đoạt thì có thể xử phạt hành chính từ 3 đến 5 triệu đồng hoặc xử lý hình sự với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với mức hình phạt cao nhất là tù trung thân. Thưa quý vị, thông tin từ khu du lịch Vườn Xoài ở Đồng Nai và Mỹ Quỳnh tại Long An cho biết trong vòng một tháng qua đã có 44 con hổ, một con báo và ba con sư tử bị chết do bệnh nặng. Khu du lịch đã lấy mẫu xét nghiệm và tiến hành khử khuẩn khu vực chuồng trại, đồng thời tách riêng khu vực nuôi hổ để theo dõi tránh tình trạng lây lan. Chi cục thú y vùng 6 kiểm tra lâm sàng và mổ khám ngẫu nhiên hai con hổ chết. Bước đầu đơn vị này chẩn đoán hai hổ ben da chết, nghi do viêm phổi. Ông Ngô Văn Vinh, chi cục trưởng chi cục kiểm lâm Đồng Nai cho biết, hổ nuôi ở khu du lịch vườn xoài có giấy phép. Hôm nay lực lượng thú y xuống làm việc kiểm tra khu du lịch có phương án tiêu hủy số động vật chết. Trong khi đó theo Tri cục Chăn nuôi thú y và thủy sản Long An, từ tháng 8 đến ngày 16 tháng 9, vườn thú Mỹ Quỳnh huyện Đức Hòa có 27 con hổ và 3 con sư tử chết, trong đó 3 con mua của khu du lịch vườn xoài không có giấy kiểm dịch động vật khi chuyển ra khỏi Đồng Nai. Ban đầu cơ quan chức năng nghi ngộ độc thức ăn, xong sau đó kiểm tra số hổ sư tử chết cho ra dương tính với virus H5N1. Theo báo cáo của hai khu du lịch này với Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh. Ở vườn xoài có 30 nhân viên tiếp xúc với hổ, Mỹ Quỳnh là 3 người. Hiện đơn vị này chưa ghi nhận những người tiếp xúc gần có triệu chứng viêm hô hấp. Khu du lịch vườn xoài hiện nuôi gần 90 loài với hơn 3.000 động vật hoang dã quý hiếm. Vườn thú Mỹ Quỳnh nằm cách thành phố Hồ Chí Minh 45 km, nuôi nhiều loại động vật quý hiếm theo hình thức bán hoang dã để du khách chiêm ngưỡng tham quan. Xung quanh vấn đề này, cư dân mạng cũng để lại nhiều bình luận đáng chú ý. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. tôi đã đưa các con đến khu du lịch vườn xoài picnic chơi vài lần cảm nhận không khí trong lành rất thoải mái đặc điểm làm tôi ấn tượng đó là thú nuôi ở đây rất mập mạp cá sấu hà mã hổ báo sư tử con nào cũng khỏe mạnh lông bóng mượt rất đẹp chứ không ốm yếu gầy gò thiếu sức sống thực sự đọc tin này cảm thấy bất ngờ vì không chỉ có vườn xoài mà vườn thú khác cũng bị chết thú phải chăng do mùa mưa bộc phát nhiều bệnh mong cơ quan chức năng sớm tìm ra nguyên nhân loài hổ sư tử là loài có khả năng chống bệnh rất cao, chúng phải được thả trong tự nhiên, còn điều kiện nuôi nhốt thì chúng mất hết kỹ năng sinh tồn, chúng dễ lây bệnh từ loài khác. Lúc bé thì tôi cũng muốn đi sở thú, nhưng giờ tôi nghĩ nên trả các loài về tự nhiên, con nào cũng muốn được tự do cả. Nên làm điều ngược lại là khoanh vùng một khu vực đủ diện tích, rồi thả các động vật này ra trong tự nhiên hoang dã, có gắn chip còn làm các trục đường có lưới an toàn cho người vào tham quan là bền vững nhất. Hổ báo sư tử bản chất là những động vật hoang dã, con người nuôi nhốt, dù chăm sóc tốt thế nào cũng không bằng để chúng ngoài môi trường tự nhiên được. Chuyển đổi kép bao gồm sự kết hợp giữa chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đang là xu hướng được nhiều doanh nghiệp trên thế giới hướng đến nhằm thúc đẩy cuộc sống xanh, thông minh, phát triển bền vững. Trong đó, chuyển đổi số là phương tiện, chuyển đổi xanh là đích đến chuyển đổi số là sử dụng công nghệ số để hình thành phương thức sản xuất kinh doanh mới chuyển đổi xanh là chung tay kiến tạo cuộc sống thân thiện với môi trường Tại Việt Nam, công ty cổ phần bóng đèn phích nước Sảng Đông đang là doanh nghiệp tiên phong trong xu hướng chuyển đổi này với mục tiêu phát triển nhanh bền vững với tốc độ tăng trưởng hàng năm từ 20 đến 25% vào top 100 doanh nghiệp Việt đạt doanh thu tỷ đô, lợi nhuận trên 100 triệu đô la Mỹ. Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc gặp gỡ báo chí về Sảng Đông chuyển mình trong kỷ nguyên mới. Sảng Đông sau một hoa giáp thực hiện lời dạy của Bác Hồ và sau 5 năm thực hiện chuyển đổi số 2020-2024 diễn ra vào sáng ngày mùng 2 tháng 10 tại Hà Nội. Sau năm năm chuyển đổi số đơn vị này đã tạo mặt bằng tăng trưởng mới ở mức 15 đến 20% so với thời kỳ trước khi chuyển đổi số tối ưu hóa năng lực sản xuất điều hành sản xuất thông minh thúc đẩy tự động hóa robot và AI hóa tích hợp giữa những công nghệ số hiện đại đặc biệt là công nghệ trí tuệ nhân tạo đặc biệt là trí tuệ nhân tạo tích hợp với cả vạn vật kết nối đặc biệt là cái, cái, cái công nghệ kết nối thì nó phải được ứng dụng thật nhanh vào tất cả mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Giáng Đông. Chính nhờ uh, tích hợp cái công nghệ nền của Giáng Đông là công nghệ chiếu sáng với công nghệ số, thì uh, Giáng Đông đã phát triển hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ 4.0 của Giảng Đông với năm cái thuộc tính. Uh, thứ nhất tức là uh, thông minh hóa, thứ hai là cá thể bá, hóa, thứ ba là nền tảng hóa uh, và tạo dữ liệu thứ tư là đồng sáng tạo và thứ năm là xanh hóa. Năm 2024, Dạng Đông đặt mục tiêu đạt 11.000 tỷ đồng, tỷ trọng xuất khẩu tổng doanh thu đạt 10%, tỷ trọng thương mại điện tử đạt 7%, phần đầu đến năm 2025 đạt doanh thu hơn 13.000 tỷ đồng, đến năm 2030 đạt 25.000 tỷ đồng, trong đó tập trung phát triển sản phẩm có giá trị sử dụng cao, giúp người tiêu dùng tiết kiệm năng lượng và góp phần bảo vệ môi trường.